Câu lạc bộ Thúy Nguyễn Đan Sport King Moon vừa tổ chức chương trình gala Dạ Vũ Hòa Nhập Giáng sinh chào năm mới 2023. Về dự đêm gala có lãnh đạo một số hội, đoàn thể, đơn vị liên quan của thị xã, một số doanh nghiệp, cùng các thành viên câu lạc bộ và đông đảo khán giả trên địa bàn về dự. Đêm gala, Dạ Vũ Hòa Nhập Giáng sinh chào năm mới 2023 đã thu hút trên 300 vũ công đến từ 20 câu lạc bộ Dan Sport trong và ngoài thị xã. Các vũ công đã công hiến cho khán giả một đêm diễn Noel đặc sắc đẹp mắt với 28 tiết mục, tạo không khí ấm áp, vui vẻ, ý nghĩa trong dịp Giáng sinh 2023. Những giai điệu rộn rã, sôi động, cùng với trang phục lộng lẫy đa sắc màu mang phong cách, cá tính riêng của mỗi câu lạc bộ, tạo ấn tượng trong không khí Giáng sinh và nhận được sự động viên, cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Đặc biệt, trong màn đồng diễn hòa nhịp Giáng sinh, các vũ công hòa mình vào giai điệu lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt, thể hiện những kỹ thuật dance sport quyền chuyển, cuốn hút ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ. Chương trình là món quà Giáng sinh đặc biệt do câu lạc bộ Thúy Nguyễn Dance Sport King Môn và các câu lạc bộ Dance Sport trong và ngoài thị xã dành tặng những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này, đồng thời mang đến những phút giây ý nghĩa, vui vẻ cùng nhau chào đón Giáng sinh vào năm mới 2023.